chào mừng quý vị đang đến với chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Hãy cùng gặp gỡ các nhà đấu giá trong đêm đấu giá hôm nay. Nhà đấu giá số 1, ca sĩ Long Nhật. Nhà đấu giá số 2, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Nhà đấu giá số 3, ca sĩ Quang Hà. Nhà đấu giá số 4, nghệ sĩ Hồng Đào. Nhà đấu giá số 5, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Và cùng chào đón người điều khiển cuộc đấu giá hôm nay, ca sĩ, diễn viên Bạch Công Khanh. Bạch Công Khanh thân ái gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Thưa quý vị, chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện, phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Và hãy cùng Khanh gặp gỡ với ban đấu giá trong ngày hôm nay quý vị nhé. Xin chào năm anh chị ạ. Trời ơi, chấn động. Bữa nay có sự xuất hiện của Thúy Vân, Thúy Kiều hay sao á? Quá là xinh đẹp luôn ạ. Hồng Vân, Hồng Đào tính làm khó với anh Kim Tử Long. Dạ. Để cho anh chọn á. Thúy Vân, Thúy Kiều là đúng ha chị ha? Hả? Đúng không? Thúy Vân, Thúy Kiều thì đây là thuốc sinh. Chứ phải Sở Khanh hả anh? Và ngày hôm nay có cái sự mà background của Công Khanh. Thấy chưa? Hai bên cái ve áo là một bên Hồng Vân, bên Hồng Đào. Có nghĩa là em sẽ luôn theo phe của hai chị. Chứ còn cái gì nữa? Ít nhất là trong tập này. Về hình thức là như vậy thôi, nhưng mà Khanh nghĩ rằng hai chiếc áo dài trắng này nó phải có một cái ý nghĩa gì bên trong nó đó. À, tức là như vậy nè, thực ra tụi chị á rất là yêu mến cái chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Ngày hôm nay bà Đào bảo quay lại, thành ra là hai đứa muốn ghi lại cái hình ảnh này. Bởi vì đây là cái hình ảnh mà hồi xưa lúc mà tụi chị chưa có gia đình á. Yeah. Hai đứa lúc nào cũng là áo dài trắng. Và thực ra đây là tóc của Hồng Đào này, chị mô phỏng á. Còn Hồng Đào là mô phỏng Hồng Vân. Thực sự là như vậy. Mô phỏng Hồng Vân hả? Hồng Vân hồi xưa làm gì có tóc vậy? Không, tới đây, nhưng mà tại vì cái tóc giả của chị nó bị lố dài ra. Nãy em đã giải thích. Hồng Vân là, Hồng Vân cái máy này cái có máy à? Này máy của em, còn chị là như vậy nè. Đúng rồi. Chị quên rồi. Em nhớ chứ, nhưng mà tại vì chị nói dài cỡ này là chị không có rồi đó. Chị của em mới dài cỡ đó. Vậy là bữa nay hai chị cosplay nhau. Đúng rồi, cosplay nhau đó. Vậy là em hãy gọi chị là Hồng Đào đi. Dạ. Và gọi cô ấy là Hồng Vân. Chơi với nhau hoài rồi mà không chạm hả? Đi về ăn muối đi. Há một ly nước muối bứa lớn nè. Dạ. Rồi từ bà uống vô đi. Dạ. Cho mằng mòi đi. Thật ra thì ngay khi mà nhìn thấy hai chị mặc hai cái bộ áo dài là biết là họ đã có một thân tình từ xưa đến nay rồi. Đối với anh Long và anh Nhật thì Hà nghĩ rằng là cả hai đều là những cái người rất là hoạt ngôn. Thế nên là thôi thì mình thì cứ làm bình vôi thôi. À thế à. Nhẹ nhàng ở giữa. Nhưng mà anh Hà hay sở hữu giọng hát giành chiến thắng lắm á. Không biết tối nay thì sao. Chúc cho anh may mắn. Dạ, vâng. Thưa quý vị, Khanh nghĩ rằng tất cả chúng ta đã sẵn sàng cho Sàn Chiến Giọng Hát đêm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra một giọng hát xứng đáng nhất để giành chiến thắng, đúng không ạ? Dạ. Bây giờ hãy cùng Khanh thưởng thức ca khúc đầu tiên sẽ vang lên trong đêm nay. Xin mời. Hãy cho tôi nụ cười người ơi. Hãy cho tôi một giây phút thôi. Để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không? Cho tôi nụ cười là lời, nói cho tôi rằng em rất vui. Để tôi sống bằng hình bóng, đôi khi có khi không. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao ưu phiền lắng đọng. Em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn kiếp tù đầy. Đừng đợi ai biết lúc khi đổi thay, đừng tình ai hay có những đau thương mà thôi. Bây giờ hãy cùng Khanh mở vị trí của 4 chiếc micro để xem các người chơi trong ngày hôm nay như thế nào. Xin mời mở vị trí số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ mở vị trí số 2. Và bây giờ sẽ là vị trí số 3.
theo là vị trí số 4. Quá. Xin giới thiệu với quý vị bốn người chơi trong ngày hôm nay ạ. Khanh mời chị Vân chọn trước giùm Khanh vị trí đầu tiên. Thanh gươm duy nhất ở giữa rừng hoa. Ôi, thế thì ta phải cướp thanh gươm đó thôi. Ta sẽ chọn số 3. Dạ, chúng ta cùng tìm hiểu về vị trí số 3. Xin mời bạn chia sẻ về dữ kiện thứ nhất. Ông Sơn. Và dữ kiện thứ hai. Bỏ đi. Khanh mời chị Vân phân tích trước luôn. Gọi là cái trong dòng họ đó, cái này là năm đời đi hả? Đó là từ đời của ông Sơ cho đến đời của bạn là đi hát đó. Ông đúng Sơ không? Tới ông cố tới ông nội tới ba tới mình. Đó là ông năm Sơ đời đi cao hát. Rồi chứ. Thì gia đình nhà bạn này đó là có truyền thống đi hát như vậy. Vậy đây là nhà nòi rồi. Đúng rồi. Con nhà nòi rồi. Ông Sơ đã nói lên là cái nguồn gốc đầu tiên là ông Sơ đã từng là một ca sĩ hay là một nghệ sĩ nổi tiếng đó, sau đó truyền nghề tới bạn này chuyển qua không phải là theo cái dòng nhạc của dòng họ mà trở thành là một ca sĩ. Nhưng mà khi mà bạn ấy đã trở thành một ca sĩ đó thì ông Sơ, ông cố rồi ông nội rồi tới ba đi theo ông bà hết rồi, bây giờ chỉ còn một mình bạn này ở lại thôi. Chị Đào thì sao? Chị đồng ý với anh Long của chị đó là cái gì, cái gì vậy hả? Trời ơi, tiêu chí của cái số hôm nay là cái gì chị? Quên, anh Long không phải của chị. Chị đồng ý với anh Long không phải của chị, nhưng chị là mình là một team thì có nghĩa là sau này là em nói chị nói là chị đồng ý với ý kiến của chị Vân, chị nói thì em sẽ nói là chị đồng ý với ý kiến của chị Đào, là như vậy là đúng gọn rồi, gàng chị rồi. Hiểu không? Dạ. Gọn gàng khó quá luôn. Cái quan trọng là chị Vân là rất thích là muốn chị Đào với một team, nhưng mà chị Đào thì vẫn nghiêng về phía anh Long. Chán nhở, chán lắm. Thế thì thôi, bây giờ mình sẽ đấu giá trước rồi mình sẽ nghe được tiếng hát của anh ấy. Đúng rồi. Phiên đấu giá thứ nhất bắt đầu. Thưa quý vị, mỗi nhà đấu giá đang có 30 triệu giống nhau, cho nên khả năng họ sở hữu được giọng hát của người chơi vị trí số 3 là như nhau. Quan trọng nhất là ai nhanh hơn ai mà thôi. Và phiên đấu giá này có 90 giây, số tiền khởi điểm là 500.000 đồng. Tất cả sẵn sàng. Bắt đầu. 500. 1 triệu. 1.5 triệu. 2 triệu. 3.5 triệu. 3 triệu. 3.5 triệu. Anh Quà 3.5 triệu. 4 triệu. 4.5 triệu. 5 triệu. 5.5 triệu. Anh Quang Hà 5.5 triệu. 6 triệu. Anh Long 6 triệu. 6.5 triệu. 7 triệu. Chị Hồng Đào 7 triệu. 7.5 triệu. Anh Long Nhật 7.5 triệu. 8 triệu. Anh Quang Hà 8 triệu rồi. 8.5 triệu. 9 triệu. 9 triệu. 10 triệu. 10.5 triệu. Chị Hồng Đào 10.500.000 đồng. 11 triệu. Anh Long 11. 11.500. Anh Long Nhật 11.5 triệu. 12. Anh Long 12. 12.5. 13. 13 triệu. 13.5. 14 triệu. Anh Quang Hà 14. 14.5. 15 triệu. Anh Hoàng 15. 15.5. Anh Long đã 15.5 rồi. 16. 16.5. 16.5. Chị Hồng Đào 16.5 hợp lệ. 17. Anh Long 17. 17.5. 18. Anh Long 18. 18.5. 19. Anh Long 19. 20. 20.5. 19.5 chứ. 19.5 mới được. 19.5. 20. Anh Long giật 20. 20 được. 22. 21. Anh Quang Hà 21. 21.5. 22. Anh Quang Hà 22. 22.5. 22.5 là 1. 23. 23. 23.5. Anh Long 23.5. 24. Dương Quang 24. 24.5. Wow, chốt 24.500.000 đồng. Chúc mừng anh Quang Hà. Anh là nhà đấu giá sở hữu giọng hát của người chơi vị trí số 3. Bây giờ chúng ta sẽ xem chàng trai ấy biểu diễn. Xin mời. Nếu biết trước em không hề hối tiếc, anh nơi đây không mong chờ. Con tim yêu thương ơi, ra đi thật sao?
chân người. Con tim yêu đương ơi, ra đi thật sao? Em đâu hay, tim anh chỉ có em. Anh nơi đây, ôm lấy những giấc mơ. Em ra đi, mang theo xa đường mình ta với ta, mãi rời xa đời bình yên vắng em. Anh sẽ hỏi cô đơn hỡi em, không đi con tim dại khờ, tình yêu sẽ xa đường mình ta với ta, mãi rời xa đời bình yên vắng em. Anh sẽ hỏi cô đơn với em, không đi con tim dại khờ, tình yêu sẽ xa đường mình ta với ta, mãi rời xa đời bình yên vắng em. Anh sẽ hỏi cô đơn hỡi em, không đi con tim dại khờ, tình yêu sẽ giới thiệu tiếng hát Phương Tùng. Wow. Một ca khúc rất quen thuộc ạ. Tình ơi xin ngủ yên. Xin chào Phương Tùng. Dạ vâng ạ. Lời nói đầu tiên cho phép em được gửi lời chào đến ban đấu giá, khán giả trường quay và khán giả trên truyền hình ạ. Xin chào Phương Tùng. Bây giờ hãy chia sẻ cho chúng tôi về hai dữ kiện của bạn ạ. Đầu tiên là ông Sơ. Về ông Sơn thì em thực sự là không có dám nói gì nhiều hết. Tại vì thực sự là họ là những người đi trước và thực sự là đã quá thành công rồi. Em chỉ may mắn là mang dòng máu của ông Sơn. Và em ngày hôm nay em rất vinh dự được nói về tổ tiên của mình. Đó là người đầu tiên được phong tặng nghệ sĩ nhân dân lần thứ nhất của Việt Nam. Đó là nghệ sĩ nhân dân Ba Du. Em vậy là em là dòng dõi bên bộ môn sân khấu cải lương à? Dạ cải lương. Trời ơi mình đoán đúng á anh. Trời ơi công nhận á. Ông Long hay quá Long ơi. Rồi tiếp tục. Và dữ kiện thứ hai của bạn. Lúc em học lớp 10 thì em có thử đi hát
và em cũng khá là tự tin về khả năng của mình, cho nên là khi mà em hát thì mọi người lúc đó cả trường bu lại đông lắm. Dạ, nhưng mà em hát đừng công có tao đi hết trơn. Lý do gì? Dạ, kiểu như là hát nó lý nhí trong họng, mặc dù rất là tự tin nhưng mà lên sân khấu em lại run, lại sợ. Là cái đầu đúng quá, lòng cái sau thấy chất quớt à, lòng tụi mình sao mà bỏ đi, hát mà bỏ đi rồi. Ngoài ông Sơ của bạn ra thì có thể cho chúng tôi biết là cha mẹ của bạn có theo nghề không? Các anh chị lớn cũng sẽ biết đó là ông ngoại em là nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm. Trời ơi. Nó đẹp trai với ông ngoại quá. Thiệt, đúng rồi. Trời ơi, cháu ngoại. Tiết lộ thêm đi ạ. Trời ơi, còn ai nữa không cưng? Dạ, ba mẹ em thì cũng có đi hát trong đoàn cải lương Sài Gòn 3 ngày xưa. Ba tên em gì? Là dạ, ba em là Châu Tâm, mẹ là Phương Thảo. Hát đoàn của anh Dũng Thanh. Là con của dạ đúng rồi. Mẹ Thảo hả? Dạ đúng rồi. Mẹ Thảo là học chung lớp với lại chú nè. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Chú chỉ mong con là hôm nay sàn chỉ dòng hát, ba mẹ con đang ngồi xem truyền hình rất là hãnh diện. Trời ơi, tôi có một người con nghĩa là quá tuyệt vời với giọng hát này. Vâng ạ, đó là những chia sẻ của anh Kim Tử Long. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Hồng Đào. Cô thấy cô thích có một điều là con lên con diễn rất là tự nhiên, con rất là thoải mái, con rất là buông lỏng, con hoàn toàn không có căng cứng gì hết đó. Dạ, cái đó là cô cái máu nghệ sĩ ở trong đó, dạ, trong người rồi. Đó. Và đây là cái mà anh Kim Tử Long hay nhắc là mình phải có cái máu nghệ sĩ, thì cô thấy trong con cái máu nghệ sĩ nó chạy rần. Dạ, cảm ơn chị Vân. Dạ, khi bắt đầu con cất tiếng hát, trời ơi, con đẹp không bút mực nào mà nói được. Cái đó cô nói nghiêm túc. Cái tông nó rất là cao mà con giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy đó. Mọi thứ nó nhẹ nhàng, nó cao vút đó, nhưng mà con rất là nhẹ nhàng, con không có gồng, con không có gì hết trơn á. Rồi thì cái má lúm đồng tiền của con, cái miệng con chúm cha chúm chím, trời ơi nó đẹp. Lúc đó bắt đầu con mới tỏa hào quang ra, bắt đầu dưới ánh đèn, bắt đầu con nhập vô những cái mà con bắt đầu truyền tải á, là lúc đó con phát sáng. Cái đó là cô nói thiệt. Nói nghe nè, lên đây cô ôm con gái được không? Không, mà mặt giống y hệt Phương Thảo à. Thương quá. Giống mẹ dễ nhưng sợ. Thảo luôn. Có giống ông ngoại không, có giống bố. Giống ông ngoại luôn. Đó thì cái miệng, thì đó, cái miệng này nè. Giống mẹ dễ sợ luôn. Thiệt là tôi không ngờ là chú không ngờ con hát hay như vậy đó. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Quang Hà. Ngày hôm nay anh cực kỳ hạnh diện khi mà đấu giá được em. Cái giọng hát của em nó có màu sắc riêng biệt. Hát lên một cái là người ta biết ngay là Phương Tùng. Phương Tùng. Đó. Bài hát này là một bài hát cực kỳ thành công mà ít có ca sĩ nào dám thể hiện lại bài hát này. Nhưng ngày hôm nay với cái version của Phương Tùng thì hầu như mọi người đều thấy rằng là em hoàn toàn tỏa sáng trong cái phần thể hiện của em. Và ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn sàn chỉ giọng hát cho Quang Hà có một chiêm nghiệm và biết được đến một giọng hát quá tuyệt vời như vậy. Phương Tùng. Ta sẽ bình chọn cho tiếng hát của Phương Tùng ngay bây giờ nha quý vị. Xin mời. Thưa quý vị, ngay bây giờ Khanh sẽ mở phong bì để xem Phương Tùng đã nhận được bao nhiêu điểm từ số điểm bình chọn của khán giả tại trường quay. Số điểm dành cho Phương Tùng là 94 điểm. Chúc mừng Phương Tùng. Số điểm này sẽ có khả năng giúp bạn đi đến vòng cuối cùng của chương trình đêm nay. Và bây giờ hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá thứ hai. Khanh mời anh Kim Tử Long sẽ chọn giúp Khanh số 4 đi. Hãy cùng Khanh tìm hiểu về cô gái vị trí số 4 ạ. Cảm ơn em, cảm ơn Khanh. Thưa ban đấu giá và quý vị khán giả, bây giờ chúng ta sẽ nghe hai dữ kiện của cô gái này. Xin mời bạn tiết lộ về dữ kiện thứ nhất. Công trình ạ. Và dữ kiện thứ hai. Hãnh diện ạ. Hãnh diện. Công trình ba bạn là một giám đốc xây dựng nhà cửa, lãnh rất là nhiều công trình, rất là giàu. Kêu bạn ấy là hãy làm việc cho ba. Vì bạn ấy này có thể là có một cái bằng về kỹ sư, kiến trúc sư hay là kỹ sư gì đó. Hãy về làm cho ba những công trình, vẽ cho ba những cái công trình. Nhưng mà bạn này vì mê ca hát quá cho nên là không. Ba ơi, con
chỉ thích hát thôi. Ba hãy thương con, cho con con đường đi hát. Dạ, đó là ý thứ nhất của ý thứ nhất. Còn vế thứ hai, sau cái lời cầu khẩn đó thì ba cô này quá giận vì bao nhiêu sự nghiệp đã dành cho cô ấy, vậy mà cô ấy không chịu nhận, và nếu con không làm cho ba thì con ra khỏi nhà. À, và thế là bạn này thế nào, khóc gom đồ ra khỏi nhà luôn. Hẹn ba một ngày nào đó con sẽ trở lại. Và khi mà lên thành phố Hồ Chí Minh để mà hát thì có một cái giải thưởng rất cao, khiến cho ba hãnh diện. Đúng, cuối cùng đem cái bằng đó về và ba cô ấy quá hãnh diện. À, đó là phân tích của anh Long, nghe có vẻ cũng hợp lý đó. Nhưng mà chúng ta có thêm kịch bản nào khác không? Cái đầu tiên là con có thể là con đi làm, sau đó con có thể con đi là bắt đầu con theo nghề người mẫu. Thì từ người mẫu con có một cái giọng ca, tại vì người mẫu có thể con nghĩ nó không bền lâu thì con bắt đầu con đi ca hát. Và cho tới hôm nay con đứng ở trên cái sân khấu này, đó là cả một công trình. Tức là cha mẹ cho con một nhan sắc đẹp, cho một cái giọng hát, và cái công trình này hôm nay con đứng đây là do con. Và con hãnh diện cho chính con, và cha mẹ cũng hãnh diện cho con, để cha mẹ tự hào về con. Tôi đồng ý với ý kiến của chị Đào, đấu giá đi. Đúng không? Đúng không chị? Đúng rồi. Vì đấu giá thứ hai bắt đầu. Còn quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phiên đấu giá thứ hai. Phiên giá này có 60 giây và số tiền khởi điểm là 1 triệu đồng. Mỗi lần tăng thì các nhà đấu giá chỉ được phép tăng thêm 1 triệu. Phiên đấu giá thứ hai. Bắt đầu. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 7 triệu. 8 triệu. 9 triệu. Anh Long 9 triệu. 10 triệu. 11 triệu. Anh Nhật 11. 12 triệu. Diệu Vân 12. 13 triệu. 14. 15. Anh Nhật 15. 16. 17 triệu. Chị ông Đào 17. 18. Chị ông Vân 18. 19. 20. 20 triệu luôn. Chị Hồng Đào 20. 21. Long 21. 22 triệu. 23. 24 triệu. 25. 26 triệu. Chị Hồng Đào 26. 27. 28 triệu. 28 rồi, 28 rồi. Tất cả bình tĩnh. Nhanh lên. 29. 30. Đúng rồi, tôi đã nói rồi. Dù làm gì làm tôi phải nhường cho Hồng Đào. Đó, I love you, I love you. Ok, thank you very much. Chúc mừng chị Hồng Đào ạ, 30 triệu. 30 triệu, con ơi là con. Công vậy đã sở hữu được tiếng hát của người chơi vị trí số 4. Bây giờ chúng ta sẽ xem cô gái biểu diễn, xin mời. Trả lại cho anh.
vẫn hót trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời, người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi. Đến trời chim vẫn hót trong vườn đây thôi, chỉ có trong tôi người đã sang đêm lâu rồi. Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người để rồi giới thiệu tiếng hát Lam Dung. Chào Lam Dung. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến 5 vị đấu giá, các vị khán giả đang có mặt trong trường quay và các vị quý khán giả đang xem chương trình ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về hai dữ kiện của bạn. Dạ vâng, cho phép em xin được chia sẻ về sự kiện đầu tiên của em ạ, là công trình. Thì dự kiện này nó là liên quan đến công việc của em ạ. Đó là gì ạ? Dạ là trước là em có học trường kiến trúc, chuyên ngành thiết kế nội thất. Và sau khi ra trường thì em có cũng đi làm thiết kế và cũng có đến những cái công trình ạ để khảo sát và đo đạc. Yeah. Vâng, thì lẽ ra là công việc của em là sẽ gắn bó với công trường, nhưng mà vì là yêu hát quá cho nên là quyết định là chuyển từ công trường lên sân khấu. Là con bỏ luôn cái nghề của con để con đi hát không thôi đó hả? Dạ con có đi hát và kết hợp với cả kinh doanh. Quá thông minh, đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe Lam Dung chia sẻ về dự kiện thứ hai. Dạ dự kiện thứ hai hãnh diện, tức là con luôn khi hát thì luôn mong muốn là được hát trên những cái sân khấu đẹp như thế này ạ. Hôm nay đến với chương trình thì rất là vui khi mà ước mơ của mình đã thành hiện thực. Và khi con cũng muốn là mẹ của con và những người con thân yêu luôn ủng hộ con sẽ cảm thấy hãnh diện khi mà con được mang cái đam mê của mình đến một sân khấu lớn và hát lên cho rất nhiều quý vị khán giả nghe ạ. Cảm ơn Lam Dung rất nhiều, rất dễ thương. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Hồng Vân trước ạ. Khi mà con hát thì giọng con nó êm, giọng con đẹp. Nhưng mà bởi vì nó vẫn êm đềm quá, nó chưa thể hiện cái cá tính ở trong bài hát này. Thành ra là đó là cái cảm nhận của cô. Nhưng mà với một cái cô bé mà tốt nghiệp kiến trúc và đi hát bằng một cái sự đam mê thì như thế là quá hoàn hảo rồi. Đó, cảm ơn con. Con cảm ơn cô Hồng Vân. Cảm ơn chị Hồng Vân ạ. Xin mời anh Quang Hà chia sẻ.
Em là người có giọng hát, em đến với cuộc thi này đúng như em nói là em muốn những người thân yêu, mẹ của em chứng kiến được rằng con gái của mình tỏa sáng và hãnh diện khi mà được tham gia một chương trình lớn như vậy. Và như vậy em đã là đủ, đúng không? Và em cứ coi âm nhạc là cái niềm đam mê, đó là cái điều hạnh phúc nhất rồi. Cảm ơn Quang Hà. Cảm ơn các nhà đấu giá rất nhiều. Và Khánh nghĩ là nếu như thật sự Lâm Dung yêu thích công việc ca hát thì bạn hãy đào sâu hơn, nghiên cứu kỹ hơn, cũng như là thu thập hết tất cả những cái góp ý của các cô chú anh chị ở đây ha. Và bây giờ Khánh mời quý vị khán giả tại trường quay sẽ bình chọn cho tiếng hát của Lâm Dung. Xin mời. Đang quay trở lại với sàn chiến giọng hát và cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều vì đã giúp Khanh có được cái kết quả mà Khanh đang cầm trên tay. Tuy nhiên đây là phiên đấu giá thứ hai cho nên bây giờ chúng ta sẽ nghe các nhà đấu giá quyết định. Bây giờ với tiếng hát của Lâm Dung, Khanh muốn biết quyết định của chị Hồng Đào. Cô làm mẹ mà, con mong như thế này, con đứng lên hát ở đây một sân khấu thế này để cho mẹ hãnh diện, để người thân yêu hãnh diện. Và nếu mà cô có một đứa con như con thì cô sẽ rất hãnh diện. Vì thế cho nên không trả con. Dạ, đó là quyết định của chị Hồng Đào. Bây giờ chúng ta sẽ nghe quyết định của anh Quang Hà. Nếu như Hà mà nói là trả thì đó là một cái điều mà sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của mình, chính như là không trả. Hay quá à. Và bây giờ Khanh sẽ mở phong bì. Số điểm dành cho Lâm Dung là 88 điểm. Cảm ơn Lâm Dung một lần nữa vì đã dành thời gian của mình để đến với sàn chiến giọng hát. Và Khanh hy vọng rằng giọng hát của bạn sẽ ngày càng được trau dồi hơn nếu như bạn thực sự yêu thích công việc này bên cạnh công việc chính của mình. Và chúc mừng cho Phương Tùng tiếp tục với sàn chiến giọng hát. Hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá tiếp theo. Và hai cô gái còn lại cũng đang nở một nụ cười rất tươi và chờ anh Long Nhật lựa chọn. Anh sẽ chọn số mấy? Anh sẽ chọn... Khánh Nghĩa Nhật sẽ chọn cô gái mão dài. Đúng. Chúng ta cùng đến với vị trí số... Số 2. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ nghe hai dữ kiện của cô gái này ạ. Xin mời bạn tiết lộ về dữ kiện thứ nhất. Thế thân. Và dữ kiện thứ hai. Đẹp. Dữ kiện thứ hai là đẹp. Xin mời ban đấu giá. Bạn ý không phải là cái người ca sĩ hát kép chính. Bạn là một cái người coi như là phụ hoặc là làm trong một cái đoàn hát hoặc là một cái sân khấu nào đấy. Dạ. Yeah. Và đến một ngày đẹp trời, cái người ca sĩ chính mà không đến được sân khấu nên là bạn là người thế thân vào cái đấy. Chị nghĩ là cô gái này có võ. Cascader. Và cascader. Vậy là đi hát ở lúc nào chị? Hả? Hát ở lúc nào? Không thì thế thân là một chuyện, nhưng mà cô thích ca hát. À. Thì cô vẫn có thể ca hát được. Cascader thích hát là dữ kiện của team Hồng Đào. Dạ. Team Hồng Đào. Mi còn nói gì không? Có. Ừ nói đi. Em nghĩ là thể thân là đây là một tiếng hát hay. Mặc dù là tên tuổi không phải là tên tuổi lớn. Dạ. Nhưng đây là một cái ca sĩ mà một sự lựa chọn luôn luôn cho những nhà tổ chức. Lỡ ca sĩ ngôi sao không tới thì cô bé này đủ sức hát 5 bài, 10 bài, 1 tiếng đồng hồ để chờ đoàn của mình tới. Ý em nói là ca sĩ hát lót để chờ ca ngôi sao đến. Đúng rồi. Nãy giờ người ta nói cái chuyện đó rồi. Rồi, là rồi. Thế thân. Ca sĩ chờ, ca sĩ chờ. Bé này, bé luôn luôn nghĩ là bé không đẹp. Nhưng em nghĩ là mình là ca sĩ thì mình phải đẹp bằng giọng hát. Đó, cái từ đẹp ở đây nó rộng như vậy. Chúng ta bây giờ đấu giá đi, tôi muốn xài tiền quá rồi. Và phiên đấu giá thứ 3 bắt đầu. Thưa quý vị, phiên đấu giá thứ 3 có 30 giây và số tiền khởi điểm là 2 triệu đồng. Phiên đấu giá thứ 3 bắt đầu. 2 triệu. 4 triệu. 6 triệu. 8 triệu. 10 triệu. 12 triệu. 14 triệu. 16 triệu. 18 triệu. Long 18. 20 triệu. 22 triệu. Anh Long 22. 24. 26 triệu. Anh Long 26 rồi. 28 triệu. Bạn ơi, phiên đấu giá này người chiến thắng là anh Long Nhật. Chúc mừng anh, 30 triệu.
Và bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức tiếng hát của cô gái vị trí số 2. Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn. Chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữ mênh mông đời mình, nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc anh đi, trong mưa gió biết ai vô về, bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em quên. Tình trong cơn ngủ mê còn gọi tên nhau. Và Khánh xin giới thiệu tiếng hát Tường Vi. Xin chào chị Tường Vi. Tường Vi xin chào năm vị đấu giá và khán giả trường quay và khán giả xem đài. Và bây giờ chị Tường Vi sẽ chia sẻ cho chúng tôi về hai dữ kiện của chị. Đầu tiên là thế thân. Với một bạn ca sĩ thì tiếng hát của các trung tâm văn hóa Thanh Trang tổ chức với nhau
À, của các trung tâm văn hóa tổ chức với nhau. Đúng rồi, và Vi là người chỉ là đi theo chơi thôi. Ừ, rồi sau đó chị ấy bị một cái sự cố gì hả? À, vô tình cô bé đó tập đến lúc thi thì bị khan tiếng. À. Oh. Và một người mà Vi cảm ơn nhất là đó, chú Nghiệp, là trưởng đoàn của Phan Rang, đã khẳng định là cho con bé đó hát đi, tao thấy nó hát chung với lại con bé kia, tao thấy nó hát được đó. Và nhờ chú Nghiệp khẳng định là tôi chọn cô bé này sau mười mấy ca sĩ thử giọng, và Vi được đứng thay thế trên sân khấu đầu tiên là của Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Phan Rang. Và may mắn nữa là Vi đạt được huy chương bạc. Dạ. Yeah. Đó là dự kiện thế thân à. Lúc nãy có nhà đấu giá đoán chị làm cách xa đơ đấy ạ. Mình đi xa, quá xa. Đi quá xa. À, và bây giờ chúng ta sẽ nói về dự kiện thứ hai. Vì sao Vi nói đẹp? Bởi vì Vi không được may mắn hơn nhiều người khác. Nếu mà mình làm một nghệ thuật thì trước tiên là đẹp. Nhưng Vi bị thất thế một cái là Vi không đẹp. Em nghĩ chị đang khiêm tốn đó. Hồi xưa là khi mình đạt giải á, là được đoàn đưa về làm là đoàn ca múa nhạc chuyên nghiệp của thành phố Phan Rang. Được một thời gian thì Vi bị tai nạn. Tai nạn thì đưa Vi vô họp thì có một chú nói là ca sĩ mà bị gãy tay rồi sao hát, lên sân khấu thấu lắm. Và Vi quyết định là Vi không hưởng một chế độ nào hết. Vi tự nghĩ và vào Sài Gòn lập nghiệp. Hồi xưa Vi đơn giản lắm, không có nghĩ là mình phải đẹp, mình hát mới được. Thật sự luôn, đến ngày hôm nay vẫn vậy, hát bằng trái tim. Ở chỗ nào hát, người ta kêu là cứ hát, hát bất chấp luôn, hát hết cả trái tim của mình. Dạ. Cái chữ đẹp đó nó ám ảnh bạn này trong suốt cái thời gian bạn đi hát, đúng không? Có nghĩa là vì không đẹp cho nên không được tỏa sáng. Tại vì bản thân chị cũng đã nói rằng là hát bất chấp mà. Chỉ miễn là mình hát bằng hết trái tim là được. Còn đẹp hay xấu không quan trọng. Giọng hát của em không phải là giọng hát nghĩa là dễ kiếm, dễ tìm. Mà giọng hát của em là một cái giọng hát đặc biệt. Tại vì ít có ai mà có giọng thổ mà lại kim, khào mà lại thanh. Và trong ngày hôm nay em hát cái bài hát này đối với anh như vậy là quá tuyệt vời rồi. Và chúc mừng cho anh Long Nhật, anh đang sở hữu tiếng hát này. Và xin mời quý vị khán giả tại trường quay sẽ bình chọn cho tiếng hát của chị Tường Vi. Xin mời. Mời quý vị đang quay lại với chương trình của chúng ta. Và bây giờ Khanh muốn nghe quyết định của anh Long Nhật với tiếng hát của chị Tường Vi. Anh sẽ trả hay là giữ lại? Vì đây là phiên đấu giá thứ 3 cho nên chúng tôi vẫn còn quyền đó dành cho các nhà đấu giá. Anh quyết định nhanh, anh đã có câu trả lời từ đầu rồi. Quyết định của anh Long Nhật là không trả. Không trả. Bây giờ chúng ta sẽ nghe quyết định của anh Quang Hà với tiếng hát của Phương Tùng. Hà vẫn giữ cái kiên định đó của Hà. Không trả. Dạ, cảm ơn các nhà đấu giá rất nhiều ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi số điểm dành cho Tường Vi. Có những trường hợp mà như thế này thì ba nhà đấu giá còn lại quyết định giọng hát nào sẽ tiếp tục. Mỗi người hãy cho ra quyết định của riêng mình và Khanh sẽ lấy ý kiến số đông. Bây giờ với ý kiến riêng của chị Hồng Đào thì với tiếng hát của chị Tường Vi và Phương Tùng thì theo chị sẽ quyết định ai đi tiếp. Cho chị chọn Phương Tùng. Chị Hồng Đào chọn Phương Tùng. Xin mời người bạn rất thân của chị Hồng Đào là chị Hồng Vân giúp Khanh lựa chọn. Quyết định của chị là gì? Ủa, hai tụi chị cùng team mà sao tự nhiên em hỏi chị vậy? Biết là hai người cùng một team, nhưng mà quan điểm cá nhân Khanh nghĩ đôi khi nó cũng phải khác nhau. Xin lỗi bạn, xin lỗi Long Nhật, chị phải chọn Phương Tùng. Chúng tôi tôn trọng quyết định của chị Hồng Vân cũng như chị
Hồng Đào. Cả hai chị đều chọn Phương Tùng sẽ là người chơi được tiếp tục với sàn chiến giọng hát đêm nay. Thanh nghĩ là chắc bạn nên ôm anh Long nhường một cái. Cảm ơn khán giả trên khán đài đã động viên cho chị nè. Cảm ơn bốn vị đấu giá và người anh yêu quý và em. Cảm ơn chị Tường Vi rất nhiều vì đã đến với sàn chiến giọng hát ạ. Và Khanh hy vọng rằng con đường sự nghiệp của chị sẽ ngày càng rộng mở và thanh thang hơn nữa. Cảm ơn em. Dạ, thưa quý vị, và bây giờ thì hãy cùng Khanh đến với phiên đấu giá sau cùng của đêm nay. Thưa quý vị, bây giờ chỉ còn một cô gái rất là nhỏ nhắn đang đứng ở vị trí số 1 và Khanh nghĩ rằng hai dữ kiện của cô gái này cũng sẽ rất là thú vị để chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Xin mời quý vị. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy nghe cô gái này chia sẻ về hai dữ kiện. Xin mời dữ kiện thứ nhất. Nhãn hàng. Dữ kiện thứ hai. Chôn chân. Bạn này là một ca sĩ trẻ. Theo tôi nghĩ là bạn này hát nhạc trẻ chứ không phải là bolero. Dạ. Nhãn hàng là bạn này đã có được một cái sự ký kết để làm gương mặt đại diện cho một nhãn hàng nào đó. Và tiếng hát của bạn ấy đã gắn liền với nhãn hàng đó nhiều năm. Và chính vì vậy cho nên là cái từ chôn chân là làm cho bạn ấy không được tỏa sáng trong các chương trình lớn vì bị dướng vào một cái hợp đồng của một nhãn hàng nào đó. Bản thân anh thì anh nghĩ rằng là bạn này là một người đã từng ký kết với một nhãn hàng để mà có những cái hợp đồng quảng cáo. Và chính cái điều đó làm cho bạn ấy bị chôn chân vào trong tất cả những cái gọi là những cái hợp đồng quảng cáo đó và quên bẵng đi là mình là ca sĩ. Dạ. Thôi đấu giá đi cho tôi. Dạ vâng ạ, anh nghĩ rằng sao bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá. Phi đấu giá thứ tư bắt đầu. Quý vị thân mến, ở phiên đấu giá cuối cùng, thời gian là 15 giây, số tiền khởi điểm là 3 triệu. Mỗi lần tăng chúng ta chỉ được phép tăng thêm 3 triệu. 15 giây, phiên đấu giá thứ tư. Bắt đầu. 3 triệu. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 24 lần 1, 24 lần 2, 28, 30. Chúc mừng chị Hồng Vân, 27 triệu. Vừa mà. Mà sao 27 triệu mà tại sao nói 28? Em nói 27. Trời ơi, chữ 7 của em à. Chúc mừng chị Hồng Vân, chị đã sở hữu được tiếng hát của người chơi vị trí số 1 ạ. Bây giờ chúng ta sẽ xem cô gái ấy trình diễn. Xin mời. Đời người con gái chỉ biết khi yêu
chỉ biết có mỗi anh thôi. Cho dù anh cho đắm say với ai, em vẫn yêu vẫn đợi chờ. Ta vừa nghe một bản mashup hai bài hát Sa mạc tình yêu và Hỡi người tình. Xin được giới thiệu tiếng hát Diệu Ly. Dạ. Xin chào Diệu Ly. Dạ, em Phạm Đồng Diệu Ly xin gửi lời chào đến toàn bộ các quý vị ban đấu giá cũng như là các quý vị khán giả đang có mặt ở trong khán trường hôm nay cũng như là tất cả các quý vị khán giả đang xem đài ạ. Và bây giờ Diệu Ly hãy chia sẻ cho chúng tôi nghe về hai dự kiện của bạn nhé. Dự kiện đầu tiên là dự kiện nhãn hàng. Thì cái lúc mà bắt đầu em chọn vào trường đại học của em thì khúc đó gia đình của em có xảy ra chuyện. Có một người cô ở trong họ hàng của em nói với em là thế bây giờ gia đình như thế này thì cô nghĩ là con nên đi học nghề đi. Chứ... không nên là đi học đại học tại vì không đủ điều kiện. Nhưng đại mà học gì? Mẹ... lúc đó đại học gì? Dạ em chọn thi vào trường thanh nhạc, cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Thì nhưng mà mẹ em thì luôn luôn muốn cho con gái có được một cái tương lai sáng lạng hơn. Thì mẹ em cũng đồng ý cho em học nhạc, mặc dù trước đó thì mẹ em không đồng ý. Khi mà em đậu vào trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và chuyên ngành thanh nhạc rồi thì khúc đó nó lại xoay sang cái chiều hướng là cơm áo gạo tiền và lo cho cuộc sống. Thì khi mà em học, em vẫn nhớ cái mức cách xe đầu tiên của em đi hát acoustic là 200.000 cho một buổi tối hát 2 tiếng đồng hồ.
nó không có đủ để cho em trang trải cái cuộc sống của em. Cho nên là lúc đó em có thấy một cái status ở trên mạng là đăng ký casting TVC. Em vẫn còn nhớ, em rất là may mắn khi mà em casting TVC và đậu một cái TVC đầu tiên của em là quảng cáo cho nhãn hàng với giá là 4 triệu đồng. Thì sau đó em nghĩ là mình nghĩ là chắc là bây giờ mình phải tập trung vào cái này để mình lo cơm áo gạo tiền cho mình trang trải để mình đi học nữa. Cho nên là em bị quên mất cái mục tiêu ước mơ của em, nó là âm nhạc. Sau 3 năm em mãi mê với việc kiếm tiền thì lúc đấy dịch thì em mới nghĩ ra là chết rồi, mình bị quên mất là mục tiêu của mình là âm nhạc. Cho nên là em nghĩ là bây giờ mình phải từ bỏ. Tại vì cái khúc mà mình làm quảng cáo thì mình cũng đã có một xí gì đó rồi. Cho nên là em quyết định từ bỏ để tập trung hơn cho cái âm nhạc của em hơn. Và bắt đầu từ đó thì em nghĩ là con đường của em nó cũng suôn sẻ hơn. Dạ, đó là dự kiện nhãn hàng đúng không? Dạ. Bây giờ Diệu Ly chia sẻ về dự kiện thứ hai đi. Dự kiện chôn chân thì nó cũng giống là một cái hợp đồng. Nhưng mà đúng là cái khúc mà em mới bắt đầu học âm nhạc thì lúc đó em có tham gia những cái game show. Công ty đó mời em về làm thực tập sinh. Sau khoảng thời gian 2 năm em chôn chân ở đó, bao nhiêu stress, bao nhiêu áp lực. Người ta hứa hẹn với em rất nhiều là em tin ở đó. Và em cũng nói với ba mẹ em là ba mẹ ơi, con có một cái công ty hứa hẹn với con là sẽ debut con. Bây giờ con chỉ cần siêng năng học tập, siêng năng cố gắng ở trong này thì con nghĩ là lúc đấy là con sẽ thành công. Ba em cũng ra đây để vào công ty đó để xem. Đó mới chính là áp lực của em. Tại vì trong khoảng thời gian 2 năm đó, ngoài học ra em không có một cái plan nào cho dự định âm nhạc của em. Mà em khi em nhắn tin cho một cái người quản lý đó, người ta còn lúc thì trả lời, lúc thì không trả lời. Có nghĩa là bạn đi một khoảng thời gian bạn mới thấy là bạn bị chôn chân ở đó. Vâng, vâng. Và tất cả chỉ vì một lời hứa. Dạ. Mất 2 năm. Mất 2 năm. Có nghĩa là bạn đã quá tin tưởng vào cái lời hứa hẹn của công ty đó. Mặc dù không hề có bất kỳ một hợp đồng nào ràng buộc bạn cả. Dạ, đúng. Cho nên mới có cái cái từ chôn chân. Dạ. Vâng ạ. Đó là chúng tôi đã hiểu về dự kiện của Diệu Ly. Bây giờ chắc anh mời ban đấu giá chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn về tiếng hát này. Trong phần trình diễn này có 2 bài hát thì em cảm thấy như thế nào? Anh muốn nghe ý kiến của em á. Em rất thích 2 ca khúc này, nhưng mà 2 bài hát này nó lại đối nghịch nhau về một cái quãng giọng. Nếu như mà em hát cái bài trước nó cao lên thì bài sau không lên thì được. Thì bài sau không đối với em nó sẽ rất rất là cao. Cho nên là khi mà em lựa chọn sự an toàn thì em nghĩ là em nên thể hiện cái ca khúc này ở cái quãng giọng như vậy là tốt nhất. Dạ. Vì anh hỏi đến như vậy là anh hỏi xem là em có tự nhận ra rằng mình không? Tại vì không có ai biết rõ bản thân mình bằng chính con người mình. Khi mình hát, mình cảm thấy mình hát hay, mình cảm thấy mình thăng hoa là mình tự mình biết. Ly nhìn ra được điều đấy thì là anh cảm thấy rằng là em là một người biết cái gì mình đúng và biết cái gì mình chưa đúng. Thế nên là khi mình chọn bài hát để mình mashup với nhau thì mình phải chọn một cách tinh tế để bài này nối với bài kia, đều cả 2 bài đều cùng thăng hoa thì mới là khôn ngoan. Đấy là những cái điều mà anh cảm nhận. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà. Anh ưng cái bài mashup này, anh ưng cái bài phối này. Hai cái tông nó khác nhau như vậy. Và cái trở lại của Sa Mạc Tình Yêu là cái chờ đợi của anh Long Nhật. Và khi em trở lại Sa Mạc Tình Yêu qua một cái quãng khác, mà nếu như một người khác không bản lĩnh và cái thầm âm không tốt là em đi chơi luôn rồi. Nhưng em trở lại một cách rất là chính xác. Và anh tin rằng hôm nay em sẽ tỏa sáng. Cảm ơn Long Nhật ạ. Thực ra mà nói đó, là hôm nay là con tỏa sáng. Và chắc chắn khi mà cái tiết mục này phát truyền hình, chắc chắn cái viral của con sẽ rất là cao. Bởi vì ở con á, nó có một cái này nè. Con bước xuống, con xuất hiện là con đã có hào quang rồi. Chưa cần con phải vào ca khúc. Con hiểu không? Cái đó là cái lợi thế của con vô cùng luôn. Đó cho nên là cô chúc con là bước chân từ sàn diễn giọng hát, sau đây là con sẽ đi vào lòng khán giả. Và chắc chắn là con sẽ, cô không biết nói gì sao, nhưng mà cô sẽ được theo dõi con ở mọi mặt trận. Thưa quý vị, bây giờ Khanh mời quý vị khán giả tại trường quay
bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của Diệu Ly. Và đây là phiên đấu giá thứ tư, cho nên các nhà đấu giá sẽ không còn quyền trả hoặc là giữ lại giọng hát nữa. Và ở thời điểm này thì chị Hồng Vân đang sở hữu tiếng hát của Diệu Ly với số tiền đấu giá là 27 triệu. Và anh Quang Hà đang sở hữu tiếng hát của Phương Tùng với 24 triệu 500 nghìn đồng. Và Phương Tùng đang nhận được 94 điểm. Và bây giờ là Khanh sẽ cùng với quý vị theo dõi xem Diệu Ly nhận được bao nhiêu điểm. Ai sẽ là người chiến thắng trong đêm đây? Giọng hát nào cũng xứng đáng, mỗi bạn là một màu sắc khác nhau. Thưa quý vị, chúc mừng Diệu Ly, giọng hát giành chiến thắng của trận chiến giọng hát đêm nay. Và chúc mừng chị Hồng Vân một lần nữa trở thành nhà đấu giá sở hữu giọng hát giành chiến thắng. Và chị có 3 triệu đồng. Chúc mừng bạn Diệu Ly, bạn có 27 triệu. Cảm ơn Phương Tùng rất nhiều vì đã mang phần trình diễn rất tuyệt vời của bạn. Và thưa quý vị, ngay bây giờ hãy cùng Khanh gặp lại 4 người chơi trong ngày hôm nay. Họ sẽ thể hiện lại ca khúc đầu tiên. Xin mời. Đường đời ai biết, có lúc khi đổi thay. Đường tình ai hay, có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết, có lúc khi đổi thay. Đường tình ai hay, có những đau thương mà thôi. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi, để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không? Em cho tôi nụ cười là lời, nói cho tôi rằng em rất vui, để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có khi không. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao ưu phiền lắng đọng. Em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn kiếp tù đầy. Đường đời ai biết, có lúc khi đổi thay. Đường tình ai hay, có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết, có lúc khi đổi thay. Đường tình ai hay, có những đau thương mà thôi. Hãy cho tôi nụ cười người ơi, hãy cho tôi một giây phút thôi, để tôi thấy đời đang sống. Em ơi có hay không? Em cho tôi nụ cười là lời, nói cho tôi rằng em rất vui, để tôi sống bằng hình bóng đôi khi có khi không. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao ưu phiền lắng đọng. Em cho tôi mê, em cho tôi say, em cho tôi quên luôn kiếp tù đầy. Đường đời ai biết, có lúc khi đổi thay. Đường tình ai hay, có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết, có lúc khi đổi thay. Đường tình ai hay, có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết, có lúc khi đổi thay. Đường tình ai hay, có những đau thương mà thôi. Đường đời ai biết, có lúc khi đổi thay. Đường tình ai hay, có những đau thương mà thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau lúc 20 giờ thứ bảy trên kênh VTV3, sàn chiến giọng hát do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty Mega GS thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị tại đây. Hẹn gặp lại.